cần phải làm gì nhỉ? À, để cơ thể khỏe mạnh thì điều đầu tiên chúng mình cần phải làm đó chính là ăn đủ chất đấy và đủ dinh dưỡng. Ngoài ra còn làm gì nữa nhỉ? Cô biết rồi, đó chính là chúng mình sẽ phải tập thể dục nữa, có đúng không nào? Và hôm nay cô sẽ mang đến cho chúng mình bài tập mới, đó chính là bật sao. Chúng mình cùng chú ý lên màn hình với cô nhé. Chuẩn bị, bật. Cô đã thực hiện xong rồi. Bây giờ chúng mình hãy cùng quan sát cô thực hiện và phân tích động tác nhé. Cô đứng sát vạch, tư thế chuẩn bị, hai tay chống hông, đồng thời khuỵu gối. Khi có hiệu lệnh bật, cô nhún người bật mạnh về phía trước, tiếp đất bằng hai mũi bàn chân. Cô đã thực hiện xong động tác rồi. Chúng mình cùng nhìn xem cô Nhung có gì đây. À, với trái bóng này chúng mình có thể chơi những trò chơi gì nhỉ? Còn cô, hôm nay cô Nhung sẽ giới thiệu với chúng mình trò chơi lăn bóng đấy. Bây giờ chúng mình hãy cùng quan sát cô Nhung chơi nhé. Cô Nhung đã chơi xong rồi. Vừa rồi cô và các con vừa được thực hiện một số động tác thể dục thật là vui, phải không nào? Các con nhớ nhé, khi thực hiện vận động chúng mình hãy nhờ bố mẹ, anh chị quay lại hoặc chụp ảnh và gửi lên Zalo nhóm lớp để các cô và các bạn cùng xem chúng mình tập thể dục nhé. Giờ học đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bé.